Hơn 1,9 triệu ô tô gia đình được tự động gia hạn chu kỳ đăng kiểm từ ngày 3 tháng 6. Từ hôm nay ngày 3 tháng 6, ô tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải, xe cá nhân, xe gia đình chính thức được tự động gia hạn chu kỳ đăng kiểm. Đây là điểm nổi bật tại thông tư 08/TT-BGTVT sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 3 tháng 6. Quy định tự động gia hạn chu kỳ đăng kiểm chỉ áp dụng đối với ô tô gia đình có thời gian sản xuất đến 7 năm và thời gian sản xuất từ 13 đến 20 năm đã được cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định trước ngày 22 tháng 3 mà vẫn còn hạn kiểm định tính đến ngày thông tư 08 có hiệu lực. Những xe này sẽ được tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn tính theo chu kỳ quy định mới. Theo đó, sẽ có một số phương tiện được kéo dài thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định tới ngày 21 tháng 3 năm 2026. Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Tô An cho biết, thông tư 08 có hiệu lực sẽ có hơn 1,9 triệu giấy chứng nhận và tem kiểm định của ô tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh được tự động gia hạn theo chu kỳ mới. Những ô tô này sẽ được tự động gia hạn thêm 6 tháng mà không cần phải đến các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới để thực hiện kiểm định, cấp lại giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định. Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định được xác nhận theo mẫu bản điện tử có ký số và mã QR code kết nối tới trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm. Chủ xe thực hiện tra cứu trên trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam www.vr.org.vn, in giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định. Giấy xác nhận này là giấy tờ kèm theo không tách rời của giấy chứng nhận kiểm định đã được cấp để tham gia giao thông đường bộ theo quy định. Ông Nguyễn Tô An cũng lưu ý, quy định này không áp dụng cho các trường hợp giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định hết hiệu lực trước ngày thông tư 08 có hiệu lực. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có 155.592 phương tiện hết hạn trước ngày thông tư có hiệu lực thuộc nhóm phương tiện được thay đổi chu kỳ kiểm định nhưng không được áp dụng.